Xin chào các bạn. Thì mình mới bẫy được một cặp quất trống và mái luôn ha. Thì đây, thì con quất mái thì cái đầu nó nhỏ hơn, và cái trên mỏ trên của nó thì vượt màu hơn con trống nha. Thì quất trống mái là khi lớn thì mình phân biệt bằng cái màu trên nào mũi nữa nè. Cái màu con này thì đậm hơn, đây là con trống nè. Con này lợt hơn là con mái nè. Với lại là thân hình của nó cũng nhỏ con hơn, quất trống bự hơn, và quất mái thì nhỏ hơn. Đó. Thì cái này là mình mới vừa bẫy hồi nãy thôi. Đó. Thì quất trống nó rất là hung, cho nên hở giờ là nó cắn liền. Wow, đào dữ. Ai da, trời ơi, còn lắc nữa chứ. Đó. Thì mình chỉ chỉ các bạn là cách phân biệt con quất trống và quất mái. Nếu mà ai chơi quất á thì mình mua hay mình bẫy thì mình nhìn là mình biết. Đó. Con quất rất là đẹp. Quất thì nó màu này thôi ha, chứ nó không có lông đuôi như những con khác. Đây, chân nó đây. Đây, chân mái nè. Đây, chân là trống nè. Chân trống vàng hơn nha. Chân mái nó cũng không có được, nó màu tối hơn. Giờ quất thì mình nuôi thì nó cũng nhanh dạng lắm. Cho nên là mình nuôi khoảng lớn chứ mình nuôi khoảng chừng chắc năm là nó có thể là nó quen được mình ha. Đây. Rất là con trống rất là hung nha các bạn. Còn con mái thì nó bình thường thôi. Hả? Đây là rồi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại những video kế tiếp.